Trong một hang động cực lớn, một sinh vật ngoài hành tinh đang kiếm ăn. Campion và Paul ném hòn đá vào người quái vật, nhưng không trúng nó. Hình như con quái vật này không tấn công con người vào ban ngày. Rất nhanh nó đã trốn chạy, nhưng Campion phát hiện ra một chuyện. Con quái vật ăn nấm mốc mọc trên tường, vậy thì chắc loại nấm này không có độc. Hai người nhanh chóng bắt tay vào hái nấm. Giữa sự hợp tác ăn ý của hai đứa trẻ, chúng cũng thành công hái được một ít. Buổi tối, bọn trẻ đã ngủ say. Ma giờ định đi tuần tra xung quanh căn cứ địa. Ma giờ thấy không vừa lòng đối với hành vi bắt các con tự tìm thức ăn của Father. Bà luôn muốn bảo vệ các con một cách chu đáo nhất, nên quan điểm của hai vợ chồng về việc cho con độc lập sinh tồn không đồng nhất. Hai người lại xảy ra cãi vã. Sau đó Ma giờ quay người biến thành Dota rồi bỏ đi. Khi Ma giờ bay đến rừng rậm, trên mặt đất xuất hiện một đứa trẻ, chính là Tali. Đây đã là lần thứ hai cô bé xuất hiện, nhưng rõ ràng Tali đã chết. Ma giờ vội vàng hạ xuống đất đuổi theo. Tali dường như muốn đưa Ma giờ đến một nơi nào đó. Rất nhanh cô ấy đã đến buồng thôi miên. Đồ chơi của Tali đang nằm chơ vơ trên mặt buồng, hiển nhiên đồ vật này đang mời gọi cô bước vào đó. Nghĩ một lúc, Ma giờ một lần nữa nằm vào buồng thôi miên. Tiếp theo là ấn nút, cô ấy một lần nữa bước vào trường giả lập. Lần này dường như chân thực hơn những lần trước. Tali lại phát hiện ra, khi Ma giờ đuổi ra ngoài, bà ấy đã đến chiến trường mưa bom bão đạn của trái đất. Một đứa trẻ đang tìm kiếm những đồ vật có thể dùng được từ các thi thể. Đứa trẻ tất nhiên không nhìn thấy Ma giờ đang ở trạng thái tinh thần. Lúc này ở phía xa có một Dota phá hủy tòa nhà, sau đó bay ra. Đứa trẻ cầm súng lên chuẩn bị phản kích. Ma giờ theo bản năng của một người mẹ đứng ra bảo vệ con. Khoảnh khắc trước khi Ma giờ bị Dota tấn công, có người dùng vũ khí điện từ kích chết Dota. Lúc này Ma giờ mới phát hiện ra, Dota bị chết lại chính là mình. Một người đàn ông đi đến, sau đó đưa thi thể Dota đi. Ma giờ bây giờ mới hiểu ra, bản thân mình vẫn chưa đến lúc bị cải tạo. Cô ấy cũng đi theo, giống như ấn phím tắt bàn phím vậy. Ký ức giống như được tăng tốc. Cô ấy nhìn thấy người đàn ông kia đang cải tạo bản thân mình. Ma giờ không hề nhớ đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại cô ấy giống như người ngoài cuộc đang quan sát bản thân mình trước đây. Hóa ra, người đàn ông vốn dĩ là flanker của giáo phái Mitraism, tên là Campion, sau này phản bội giáo phái và trở thành người theo thuyết vô thần, còn Ma giờ cũng bị anh ta cải tạo. Khoảnh khắc Ma giờ chạm vào người Campion, ký ức lại lần nữa tăng tốc. Công tác cải tạo Ma giờ đã có bước tiến triển đáng kể. Về phương diện tình cảm càng giống con người hơn. Lần này, Campion đưa một đứa trẻ sơ sinh đến tiến hành thí nghiệm với Ma giờ. Cô ấy nắm nhìn đứa bé đáng yêu trong vòng tay, bỗng nhiên thì ra đứa bé chỉ là một con robot. Xem ra việc sửa chữa vẫn chưa thành công. Campion vẫn phải tiếp tục sửa chữa phần lập trình cho cô ấy. Ma giờ nhìn đoạn ký ức mà mình không hề hay biết này. Cô ấy phát hiện trong quá khứ mình từng có tình cảm với Campion, nhưng tình trạng sức khỏe của Campion đang rất xấu, chứng tỏ anh ấy không còn nhiều thời gian. Ký ức lại một lần nữa tăng tốc. Thời điểm này, Ma giờ đã vượt qua rất nhiều thử nghiệm. Hiện tại, Campion sẽ tiến hành thử nghiệm lần cuối cùng. Anh ấy sẽ cài đặt lại vũ khí của Dota, chính là đôi mắt đó. Ma giờ lấy lại được đôi mắt nhưng không tấn công Campion. Phần cảm xúc của cô ấy đã được hoàn thiện. Campion biết hoàn thành xong bước này, Ma giờ sẽ rời khỏi trái đất để đi đến hành tinh Kepler. Anh ấy giàn giụa nước mắt. Ma giờ đại diện cho niềm hy vọng của anh ấy, và cũng là tất cả những điều anh ấy gửi gắm. Rõ ràng anh ấy đã nảy sinh một tình cảm khó lý giải với Ma giờ, và khi Ma giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ấy mới hiểu được hóa ra đấng sáng tạo cũng có tình cảm với mình, và lý do khiến cô ấy bị mất trí nhớ cũng là bởi khi đó Ma giờ không muốn rời xa Campion. Còn Campion biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, anh ấy không thể chống chọi được đến 10 năm. Bởi vậy, anh ấy đã xóa bộ nhớ của Ma giờ và lưu ở một chỗ khác. Cho đến tận bây giờ, Ma giờ mới biết mình được sinh ra như thế nào. Đúng lúc này, Campion đột nhiên quay lại nói với cô ấy, hãy mau quay trở về, có một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Khoảnh khắc Campion chạm vào cơ thể cô ấy thoát ra khỏi trình giả lập. Điều này không phù hợp với logic thông thường. Rõ ràng đây là ký ức của mình. Tại sao Campion lại có thể nói chuyện được với cô ấy? Cô ấy không nghĩ ngợi nhiều, tức tốc quay trở lại. Về đến căn cứ, rõ ràng Father hoàn toàn không hề hay biết, bọn trẻ không có gì khác biệt, nhưng Ma giờ lại thấy bất thường. Quả nhiên, Tempest ngã lăn ra đất. Cô ấy đã ăn rất nhiều thực phẩm có độc. Tất nhiên Ma giờ biết được ý định của Tempest. Vốn dĩ cô ấy không bằng lòng mang hai đứa trẻ. Tempest đã quyết định tự sát khi phải chịu áp lực quá lớn. Sau khi được trấn an, cuối cùng Tempest cũng bình tĩnh lại. Đến giờ dùng bữa tối, Father phát hiện thấy Ma giờ vừa chuẩn bị đồ ăn vừa ngâm nga, có vẻ như đang rất vui vẻ. Điều anh ấy không biết là, từ sau khi Ma giờ biết đấng sáng tạo yêu mình, cô ấy rất mừng rỡ. Các loại nấm mà Campion và Paul tìm về cũng đã được kiểm nghiệm, hoàn toàn có thể ăn được. Có vẻ như mọi chuyện lại trở nên ổn thỏa. Ma giờ lại bắt đầu ngâm nga, nhưng cô ấy không biết rằng một âm mưu cực lớn đang được thai nghén. Đây là một phần khác của xác con tàu. Marcus mang theo đoàn người tìm đến đây, đi vào trong xác con tàu. Anh phát hiện ra bình điện hỗ trợ hệ thống, có thể thu thập những ánh sáng phân tán để hội tụ chúng lại thành đường thẳng. Marcus nghĩ đến công dụng của nó. Nó vừa vặn có thể đối phó với mắt của Ma giờ. Một bên khác, những thành viên khác phát hiện ra một người mang thùng sắt, đám người đang đánh hắn. Mục sư nữ đứng bên cạnh nói với Marcus, người này chính là tên biến thái khiến cho Tempest mang bầu. Hơn nữa không chỉ có mỗi Tempest, còn có vài cô gái khác cũng bị hắn hãm hại. Xem ra mạng của tên biến thái này cũng khá lớn. Marcus định lấy thùng sắt trên đầu hắn xuống. Lúc này một người máy bị bắt nói với anh, không thể lấy thùng sắt xuống. Hóa ra người máy này là người phụ trách giám sát thùng sắt. Nếu cô lấy thùng sắt xuống hoặc cố phá hoại người máy, thùng sắt sẽ bóc nổ đầu của tên biến thái. Bao gồm cả nếu người máy cách tên biến thái quá xa, thùng sắt cũng sẽ tự động bóc vỡ đầu của hắn. Tên biến thái vốn đã bị phán tử hình, nhưng Marcus định giữ hắn lại, dùng hắn làm bia đỡ đạn để đối phó với Ma giờ. Tên biến thái nói, hắn nhận lệnh của thần mặt trời mới làm ra những chuyện đó. Marcus rõ ràng không để ý những lời nói bậy của hắn. Ngày hôm sau, bọn họ đã đi đến nơi được hiển thị trên máy định vị. Chỉ có điều khung cảnh trước mắt khiến cho đám người có chút kinh ngạc. Đây rõ ràng là một bộ xương cực lớn của một sinh vật có hình rắn. Tên biến thái làm bia đỡ đạn đi trước, cái mũ sắt của hắn đụng phải một sợi dây. Rõ ràng là có người đã đặt bẫy ở đây. Marcus phát hiện ra một sấp thẻ. Anh không biết những tấm thẻ này có ý nghĩa gì. Đồng thời Sue cũng tìm được máy định vị. Đúng vào lúc này, một người thấp bé xuất hiện. Hắn ta lấy đi những tấm thẻ trong tay của Marcus rồi bỏ chạy. Tốc độ của hắn không phải tốc độ của một người bình thường. Trên hành tinh này ngoại trừ bọn họ thì chỉ có đoàn người của Ma giờ. Vậy người này là ai? Hắn chắc chắn là chủ nhân của nơi này. Lúc này Marcus phát hiện ra bản đồ trên bàn đá. Lúc này bọn họ ở đây, mà bên kia là nơi đóng quân của Ma giờ và những đứa trẻ. Có vẻ không còn xa nữa. Ngày hôm sau bọn họ phát hiện ra dấu chân của những đứa trẻ. Bọn họ rất nhanh đã tìm đến nơi đóng quân. Mà Marcus cũng nhìn thấy Paul. Nhưng bọn họ phải đối phó với Ma giờ lớn mạnh như thế nào? Chuyện này thực sự không dễ dàng.